Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc tàu du lịch nội địa lớn đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên. Tàu du lịch lớn đầu tiên được đóng trong nước của Trung Quốc, Adora Magic City, sẽ khởi hành từ cảng Thượng Hải, bắt đầu chuyến hành trình thương mại đầu tiên vào chiều ngày thứ Hai, ngày đầu tiên của năm mới 2024. Hàng nghìn hành khách lên tàu từ sáng sớm, chuẩn bị cho hành trình 7 ngày 6 đêm sẽ đưa họ đến đảo Jeju của Hàn Quốc, cũng như các thành phố Nagasaki và Fukuoka của Nhật Bản. Để bảo đảm hành khách có khoảng thời gian tuyệt vời trên tàu, con tàu cung cấp cả ẩm thực Trung Quốc và phương Tây tại 26 nhà hàng đặc biệt, nơi hành khách có thể có nhiều lựa chọn để khám phá hương vị của thế giới. Ngoài việc mang lại trải nghiệm thoải mái, Adora Magic City còn được trang bị truy cập Wi-Fi mạng 5G để hành khách có thể tận hưởng trải nghiệm mạng giống như trên đất liền. Bên cạnh đó, tàu còn có bể bơi thông minh, dịch vụ cabin kích hoạt bằng giọng nói và thẻ tất cả trong một, giúp cho hành khách nâng cao trải nghiệm du lịch thông qua nhiều sản phẩm thông minh. Doanh thu phòng vé Trung Quốc với mức cao kỷ lục năm 2023. Tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 54.915 tỷ nhân dân tệ, tức là 7.73 tỷ Mỹ Kim vào năm vừa qua, vượt xa con số 29.949 tỷ nhân dân tệ, tức là 4.22 tỷ Mỹ Kim vào năm trước đó. Đó là theo dữ liệu do Cục Quản lý Điện ảnh Trung Quốc công bố vào thứ Hai vừa qua. Với tổng doanh thu 46.005 tỷ nhân dân tệ, tức là 6.48 tỷ Mỹ Kim, tương đương 83.77% tổng doanh thu bán vé năm 2023. Từ những phim nội địa, thị trường phim Trung Quốc có xu hướng tăng trưởng liên tục trong thời gian gần đây, cho thấy khán giả địa phương có sự ưa thích nhiều dành cho phim Trung Quốc vì đã quen thuộc với bối cảnh và cốt lõi văn hóa của câu chuyện. Một người đã chia sẻ rằng đi xem phim ở rạp khoảng 2-3 lần một tháng, khi có phim mới ra mắt sẽ kiểm tra xem có hứng thú với câu chuyện hay không. Nếu hứng thú thì sẽ đến rạp phim xem ngay lập tức. Còn Juni là một khán giả xem phim ở Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã chia sẻ sự quan tâm ngày càng tăng của khán giả Trung Quốc đối với việc xem phim đã dẫn tới thành công của doanh thu phòng vé trong những dịp lễ lớn trong năm. Tàu du lịch lớn nội địa đầu tiên của Trung Quốc khởi hành từ Thượng Hải. Tàu du lịch lớn đầu tiên được đóng trong nước của Trung Quốc, Adora Magic City, đã rời cảng Thượng Hải vào hôm thứ Hai, bắt đầu chuyến hành trình thương mại đầu tiên. Con tàu khởi hành từ cảng Wonsan-gu lúc 16 giờ ngày thứ Hai, bắt đầu hành trình 7 ngày 6 đêm đến đảo Jeju của Hàn Quốc và các thành phố như Nagasaki và Fukuoka của Nhật Bản. Thành phố pháp thuật Adora có chiều dài 323,6 mét, có tổng trọng lượng 135.500 tấn và có thể chứa tới 5.246 hành khách với 2.125 phòng nghỉ. Nó có 16 tầng và tổng cộng 40.000 mét vuông không gian sinh hoạt và giải trí công cộng. Hàng nghìn hành khách lên tàu từ sáng sớm, sẵn sàng trải nghiệm các lựa chọn ẩm thực và giải trí đa dạng trên tàu du lịch như biểu diễn âm nhạc và triển lãm nghệ thuật Đôn Hoàng. Bài phát biểu năm mới của ông Tập Cận Bình gây tiếng vang tại Nicaragua và Honduras. Những giới chức cấp cao của Nicaragua và Honduras đánh giá cao bài phát biểu đầu năm mới 2024 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ca ngợi những thành tựu phát triển của Trung Quốc và lặp lại sự nhấn mạnh của ông trong việc duy trì hòa bình. Ông Tập Cận Bình phát biểu vào ngày Chủ nhật ngày cuối của năm 2023. Laureano Ortega Murillo, cố vấn của Tổng thống Nicaragua đã lưu ý sự phát triển của Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc mà cho cả thế giới. Ông nói, chúng tôi đã chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước thế giới, đặc biệt là người dân Trung Quốc. Chúng tôi vui mừng và lạc quan về thành tựu mà Trung Quốc đạt được vào năm 2023. Tăng trưởng kinh tế trong nước của Trung Quốc mang lại lợi ích cho mọi tầng lớp trong xã hội, mang đến lợi ích cho tất cả mọi tầng lớp của cả nước ông. Ông chia sẻ với sự phát triển với phần còn lại của thế giới như trên. Còn ông Gerardo Torres là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Honduras là nhấn mạnh, phần ông Tập Cận Bình đề cập tới tầm quan trọng của hòa bình. Ông nói đây là giá trị chung giữa Trung Quốc và những nước châu Mỹ Latin và Caribbean, đồng thời kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh 2024 giữa Trung Quốc và những cộng đồng quốc gia châu Mỹ Latin và Caribbean sẽ góp phần mở rộng sự hội tụ song phương. Việt Nam bán tín chỉ rừng và thu được 1.200 tỷ đồng trong năm 2023. Việt Nam trong năm 2023 bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng và thu được khoảng 1.200 tỷ đồng. Thông tin vừa nêu được đưa ra vào ngày 30 tháng 12 tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và khai triển kế hoạch ngành lâm nghiệp năm 2024.
Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ông Nguyễn Quốc Trị cho biết năm 2023 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng. Lần đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng thông qua Ngân hàng Thế giới với đơn giá 5 Mỹ Kim một tấn, thu về 51,5 triệu Mỹ Kim. Hoạt động này được thỏa thuận chi trả phát thải nhà kính EPA vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam ký kết vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 giữa Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Cho đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền thanh toán đợt 1 từ Ngân hàng Tiền tệ Thế giới là 41,2 triệu Mỹ Kim và đã giải ngân toàn bộ để các tỉnh khẩn trương lập kế hoạch chi trả cho các chủ rừng thuộc 6 tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nguồn tiền này sẽ chi trả cho các chủ rừng, Ủy ban Nhân dân cấp xã và tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên. Ngoài ra, một phần tiền chi cho các nhóm khác có hoạt động liên quan đến phát triển và giảm mất rừng, suy thoái rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho những người dân làm nghề này. Hồng Kông và Macau tổ chức lễ chào cờ để chào đón năm mới. Hai khu hành chính đặc biệt ASEAN của Trung Quốc là Hồng Kông và Macau đã tổ chức lễ chào cờ vào sáng thứ Hai chào đón một năm mới 2024. Quốc kỳ Trung Quốc và cờ của cơ quan quản lý đặc biệt Hồng Kông được kéo lên khi quốc ca được vang lên tại quảng trường Golden Bohemia của Hồng Kông, nơi mọi người từ nhiều tầng lớp xã hội tụ tập để xem buổi lễ và chào đón năm mới. Một người cho biết tôi đến đây để chứng kiến quốc kỳ được kéo lên, lần đầu tiên được kéo là năm 2024 này, và họ cảm thấy vui mừng lẫn tự hào. Đối với Hồng Kông và thế hệ trẻ thì tôi hy vọng có thể hòa nhập vào nhiều hơn vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Đó là điều mà Alex Yong Ching Lung, thành viên Hồng Kông của Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc chia sẻ. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi chiều của đài truyền hình IBC TV do ban tin tức xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tới IBC Home Shopping đã đồng hành với chương trình hôm nay. Mọi chi tiết liên quan tới chương trình tri ân quý khách hàng trong tuần lễ đầu năm mới 2024 với chương trình quà tặng cho tất cả quý vị nào chỉ cần gọi điện thoại đến số điện thoại là 7148925717 hoặc 8663031888. Xin mời quý vị gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết. Sư ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả buổi chiều tối thật ấm cúng và vô lượng an lạc.